Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 16 từ câu 13 đến câu 20. Khi Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói Con Người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại bảo là ông Jeremia hay một trong các ngôn sứ. Người lại hỏi các ông: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là chính Cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây dựng hội thánh của thầy, và quyền lực âm phủ sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người nghiêm cấm các môn đệ không được nói cho ai biết về người là Đấng Kitô. Đó là lời Chúa. Kính thưa Cha Chủ Tế, kính thưa quý cha quý thầy, kính thưa quý ông bà anh chị em. Có một số người khi tham dự bí tích giao hòa, sau khi xong thì rất là vui, rất là hạnh phúc. Nhưng cũng có những người sau khi xưng tội, giải tội xong thì vẫn cứ nặng lòng, vẫn cứ u sầu. Và thậm chí có những người kể rằng mình có một cái tội mà xưng đi xưng lại nhiều chục lần rồi, nhưng vẫn cảm thấy là cái tội đó vẫn cứ còn, không có chấm dứt. Theo phương pháp linh thao của Thánh Ignacio Loyola mà ngày hôm nay Hội Thánh mừng lễ đó, thì trong cái tuần đầu của tuần linh thao gọi là tuần tội, thì thường người ta bảo rằng nếu mà cái tình trạng mà xưng tội mà cảm thấy mình không được sạch tội, chưa được Chúa thương, chưa được Chúa tha, thì có thể là do người đó đã chưa đối diện đến tận gốc rễ của cái tội của mình, mà chỉ mới phát hiện cái tội trên bề mặt. Do vậy cái ngọn nó đã đâm chồi non, nhưng mà cái rễ nó vẫn tích tụ những chất độc. Thánh Alphonso thì ngài bảo rằng là cái quan trọng đó là người ta có ở trong một cái lương tâm tự do không, và ở trong cái ý chí, lý trí của người ta có rõ ràng và có ý thức chắc chắn như vậy không. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thì trong kinh nghiệm mục vụ của ngài thì ngài lại bảo rằng có một số người họ biết họ được Chúa thương, họ biết họ được ông bà cha mẹ thương, họ được vợ chồng con cái thương, được bạn hữu thương, họ biết rõ. Nhưng nơi họ vẫn cứ cảm thấy như mình bị khô cằn, bị teo tóp lại, mà không cách nào cảm thấy mình được giải thoát khỏi những sai lầm của quá khứ của mình. Và ngài bảo rằng những người đó họ bị cái hội chứng gọi là tổn thương tình thương. Làm sao để giải quyết cái hội chứng đó? Thánh Alphonso trong bộ Thần Học Luân Lý của ngài thì ngài bảo rằng cái cốt yếu đó là ân sủng nhờ cầu nguyện. Vì trong ân sủng nhờ cầu nguyện đó, người ta gặp được chính Chúa Giêsu đứng chữa lành và giải thoát, đứng ban ơn tha thứ, và đứng làm cho con người ta được hoán cải hoàn toàn một cách trọn vẹn. Nhưng Chúa Giêsu là ai? Bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu hỏi với các
môn đệ của Ngài ở thành Cesare Philippe. Người ta bảo con người là ai? Các môn đệ bảo rằng người ta bảo Ngài là Elia, Ngài là Jeremiah, Gioan Tẩy Giả hay là một ngôn sứ nào đó. Chúa Giêsu có vẻ như Ngài nghe chú ý, nhưng câu trả lời đó nó không làm cho Ngài thỏa lòng. Thánh Phaolô sinh vào ngày 29 tháng 9 năm 1696, và liền ngay khi đó Ngài được rửa tội, tức là Ngài được đón nhận Đức Giêsu Kitô là Chúa. Ngài trở thành chi thể của Đấng Cứu Thế. Nhưng Đấng Cứu Thế lúc đó đối với Ngài là ai? Thưa, đó là một Đấng Cứu Thế, một Chúa Giêsu trong hội thánh, trong truyền thống của hội thánh. Đó là một gia bảo mà nhiều thế hệ trao lại cho Ngài, nhưng chưa phải là một Giêsu đích thân của Ngài, một Giêsu mà được ông bà cha mẹ, được các cha, các tu sĩ và các giáo sư truyền cho mình, chứ chưa phải là một Giêsu mà chính mình có kinh nghiệm. Cũng như các tông đồ, Chúa Giêsu cũng không có đồng tình, không có bằng lòng với cái cách các tông đồ đón nhận Ngài như cái nhìn của người khác về Ngài. Họ muốn, Ngài muốn rằng họ phải đón nhận Ngài với cái nhìn bằng mắt của họ, bằng cái sự đụng chạm của họ, bằng chính cái kinh nghiệm mà họ hành trình với Ngài, chứ không phải bằng một cái kinh nghiệm quá khứ của người khác. Thánh Phaolô cũng vậy. Ngài bắt đầu đi tìm kiếm Giêsu theo cách của Ngài. Từ khi 16 tuổi bắt đầu Ngài hành nghề luật sư, và Ngài đeo đuổi để tìm kiếm một Giêsu trong cuộc đời của mình nơi pháp đình, bởi vì nơi đó là công bằng, là có chân lý. Vì pháp đình là nơi tuyên án, luận phạt, và Chúa Giêsu Ngài đã nhận Ngài là sự thật nên chắc chắn sẽ có. Nhưng sau một thời gian dài tìm kiếm thì Ngài đụng đến một biến cố, đó là biến cố thất bại trong một phiên tòa giả dối. Ở bài đọc thứ nhất từ sách Công vụ Tông đồ, chúng ta nghe, chúng ta thấy có một nhân vật gọi là Saulo, tức là Phaolô. Ông trong đầu ông quan niệm Giêsu là một con người không phải là Thiên Chúa. Giêsu là nguyên cớ cho dân Do Thái có thể trở thành lầm đường lạc lối, bỏ Thiên Chúa đang tôn thờ. Và do vậy trong cái nhìn của Saulo đó, Giêsu phải là người bị loại trừ. Nó còn mạnh mẽ hơn cả những cái tình trạng mà chúng ta thấy ngày hôm nay người ta khước từ Chúa Giêsu. Nhưng trên con đường Đa Mát, như bài đọc 1 chúng ta được mô tả, thì ông đã té ngựa. Ông đã té ngựa và ông đang là người sáng mắt, thấy mọi sự, rõ mọi đường, trở nên tối tăm, không còn thấy được gì nữa, không còn biết đâu là đường, đâu là nẻo mình đi cả. Và Alfonso trong cái biến cố thất bại cũng y như vậy. Những cái gì mình nghĩ là chân lý, là chắc chắn, là công bằng, tự nhiên bây giờ nó tối om, không còn có một cái gì gọi là thực sự là công bằng cả. Đến mức độ Ngài phải thốt lên rằng: thế gian ơi, ta biết ngươi rồi. Và lúc đó Ngài bắt đầu bỏ tòa án, giả từ nghề luật sư, và bắt đầu đi tìm kiếm một Giêsu thật sự hơn. Phaolô thì trong lúc tâm tối đó, Phaolô hỏi: thưa Ngài, Ngài là ai? Chúa Giêsu bảo: ta là Giêsu ngươi đang bắt bớ. Phaolô
thấy mình có bắt bớ Giê-xu đâu, mình chỉ bắt bớ những người theo Giê-xu thôi mà. Nhưng Giê-xu lại bảo, ta là Giê-xu ngươi đang bắt bớ. Trong cái con người đang lầm lũi chạy trốn những sự gông cùm, những tảng đá mà Phao-lô cùng những người đi theo ông đã ném, ít là Stê-phan-ô đã bị chết như vậy, họ như là những người chốn chui chốn nhủi trước mặt ông, lại là Giê-xu mà ông đang săn đuổi. Chúng ta mới thấy rằng là có một Giê-xu hình như đang chơi trò đuổi bắt với Phao-lô và cũng đang chơi trò đuổi bắt với An-phôn-sô. Một Giê-xu trong hội thánh, một Giê-xu trong xã hội vẫn không phải là Giê-xu của Phao-lô, cũng không phải là Giê-xu của An-phôn-sô. An-phôn-sô bắt đầu đi tu và làm linh mục. Ông bắt đầu đi rao giảng các chuyến đại phúc và làm mọi việc có thể tốt nhất để phục vụ Chúa. Và các tác giả như cha Tonoya và cha Rập Mày Mê sau này viết về tiểu sử An-phôn-sô không nói rõ lắm về cái kinh nghiệm của An-phôn-sô về Chúa Giê-xu trong giai đoạn đó. Chỉ bảo rằng Ngài đi rao giảng và làm việc đến kiệt sức, không thể tiếp tục làm việc được nữa. Vào năm 1730, Ngài buộc phải đi nghỉ dưỡng ở Scala, trên một vùng miền núi. Scala là một nơi mà có nhiều người chăn chiên thuê cho các chủ nghèo khổ và ở luôn với đàn súc vật. Scala là một vùng quê nghèo của Napoli, là một nơi không có sự phú thịnh về đức tin, về tôn giáo cũng như xã hội. Scala chỉ có toàn là những người bỏ đạo, những người không biết rõ Chúa là ai, chỉ toàn là những người lầm than vất vưởng. Nhưng khi đối diện với những con người như vậy, An-phôn-sô lại được chữa lành. Những tài liệu viết về tiểu sử An-phôn-sô không cho thấy rằng An-phôn-sô dùng phương dược nào khi ở tại Scala, do bác sĩ kê toa hay là do một thầy thuốc gia truyền nào đó chữa lành, mà chỉ mô tả khi gặp những người đó, An-phôn-sô thay vì nghỉ dưỡng thì bắt đầu làm mục vụ cho họ, bắt đầu nghe họ nói về Chúa Giê-xu cho họ, bắt đầu giúp họ giao hòa với Chúa bằng bí tích giao hòa. Và An-phôn-sô trở nên mạnh mẽ, trở nên hết bệnh. Và cũng nơi Cala đó, An-phôn-sô đã nghe được một lời mời gọi rằng Chúa muốn Ngài lập một dòng chuyên lo cho những người nghèo đó. Ở nơi những người nghèo, những người tội lỗi, những người không siêng năng đạo đức, những người bị hất hủi đó, An-phôn-sô như thể bắt đầu gặp được chân dung của Giê-xu. Giê-xu trong khuôn mặt của một người bị loại trừ, khuôn mặt của những người không đạo đức. Và chính Giê-xu đó đã bắt đầu chữa lành cho An-phôn-sô. Như vậy chúng ta mới thấy rằng đôi khi chúng ta tập trung để tìm kiếm một Giê-xu trong một cái khuôn mẫu nhất định nào đó, điều đó rất là quý, nhưng có nguy cơ rằng chúng ta chỉ gặp được Giê-xu của người khác mà không gặp được Giê-xu của chính mình. Tức là một Giê-xu có thể chữa lành cho mình, chữa lành những tổn thương trong quá khứ cũng như hành trình thất bại trong tìm kiếm thánh thiện lẫn gian trá của mình, để rồi chỉ có một mình khi chúng ta gặp được đích xác Giê-xu đó, chúng ta được chữa lành, được hoán cải. Đối với An-phôn-sô thì từ đó trở đi, Ngài chỉ còn tập trung vào đến những người nghèo bỏ rơi nhất.
Từ đó trở đi Ngài chỉ lo phần rỗi cho họ. Khi Alfonso đối diện với thỉnh cầu lập dòng, những vị phụ trách của tòa thánh hỏi Thánh Alfonso rằng: Ngài lập dòng để làm gì? Thánh Alfonso bảo rằng: Con lập dòng để lo cho những người nghèo. Tòa thánh bảo rằng: Có dòng nào mà không lo cho người nghèo đâu. Ông với mấy bạn của ông kiếm cái dòng nào hợp vô đại đi, không có cần phải thêm một cái dòng như vậy. Alfonso về cầu nguyện cùng với những người cùng khởi hành với mình, và sau đó viết lại đơn trình bày với tòa thánh rằng: Chúng con lo cho người nghèo mà xã hội với không tới, giáo hội lo không được. Tức là những người bên lề của xã hội mà bên lề của cả giáo hội nữa. Tức là những người trong tình trạng có thể bị lên án là rối đạo, bị mất đức tin, hoặc là bị ngăn sông cách núi, không thể có ai đến giúp mục vụ được, hoặc là ngay trong những đô thị nhưng luôn luôn bị lên án là những hạng người không nên tiếp xúc. Thánh Alfonso bắt đầu, càng ngày khi dòng bắt đầu thành lập thì Ngài càng đi sâu vào cái kinh nghiệm của lương tâm con người. Ngài nhận ra rằng con người ta giữa cái quan điểm quá nhiệm nhặt hoặc là quá buông thả làm cho con người ta không gặp được Chúa Giêsu thật, khiến cho con người ta dù có cố gắng thánh thiện cũng không có thanh thản trong tâm hồn. Và Ngài dành một quãng thời gian dài trên dưới 40 năm để bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về thần học luân lý. Ngày hôm nay thì chúng ta biết Hội Thánh đã đặt Ngài là tiến sĩ của các tiến sĩ về luân lý và là bổn mạng của các thần học gia luân lý và các cha giải tội. Bởi vì nơi Ngài, Hội Thánh nhận ra được sau một cái hành trình đồng hành với những người nghèo khổ bị bỏ rơi đó, Ngài nhận ra được rằng nơi con người ta có một cái chỗ mà chính Thiên Chúa muốn ngay từ ban đầu cho con người ta được tự do chọn lựa Ngài. Vào ngày 30 tháng 3 năm 2011, khi huấn đức với dân Chúa ở tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Benedicto XVI trong một cái bài nói về Thánh Alfonso có một cái câu viết như thế này: Tác phẩm Thần học luân lý của Thánh Alfonso đã đưa ra một đề nghị quân bình giữa những đòi hỏi của Thiên Chúa được ghi khắc trong tim con người, được chính Chúa Kitô mặc khải, với lại tự do của lương tâm con người. Nhờ gắn bó với chân lý và thiện hảo, con người có thể đạt thấu đến sự trưởng thành viên mãn. Đó là cách mà Đức Giáo hoàng Benedicto nhận ra được nơi cái công trình đóng góp lớn mà chúng ta gọi là để chữa lành nội tâm qua bí tích hòa giải, Thánh Alfonso đã đóng góp cho giáo hội. Tức là giữa những gì Chúa ghi khắc như là luật của Chúa trong tim của mình, trong cuộc đời của mình, và với cái sự tự do lương tâm của mình, và với một cái sự hiểu biết rõ ràng, minh bạch, thì lúc đó con người ta hành động, chọn lựa trong tự do. Nhưng Đức Giáo hoàng Benedicto cũng rút trong cái kinh nghiệm của Thánh Alfonso. Thánh Alfonso thì Ngài bảo rằng cái lương tâm nó có thể quyết định được một cách chắc chắn, một cách đúng đắn như vậy đó, là nhờ ân sủng trong cầu nguyện. Thì Đức Giáo hoàng Benedicto XVI thì lại bảo rằng đó như thể là một cái quá trình huấn luyện lương tâm trong cái chân lý và thiện hảo
giúp người ta đạt đến cái sự viên mãn của con người, cái sự thành toại, thành toàn của con người. Và như vậy, khi chúng ta thấy chúng ta đi xưng tội mà chúng ta thấy lòng mình vẫn bất an, lòng mình vẫn còn chằng chịt, như thể rằng không được Chúa thương, chưa được Chúa tha, thì có thể do chính chúng ta đã chưa đón nhận ân sủng của Chúa với tâm lòng đơn sơ, chân thành và thiện hảo nhất. Chúng ta vẫn còn đón nhận Chúa trong một cái khắc kỷ nào đó của chúng ta. Chúng ta vẫn còn đón nhận Chúa trong một cái cách thức mà chúng ta nghĩ rằng nó sẽ tạo cho chúng ta được một thế giá. Nhưng cái thế giá đó là thế gian tạo ra cho chúng ta, chứ không phải Giê-xu mà chúng ta gặp gỡ. Lời mời gọi của Thánh Alphonso với những tâm hồn đổ vỡ cũng như với các nhà giải tội, đó là phải gặp gỡ được chính Chúa Giê-xu trong cầu nguyện, để rồi chính Chúa Giê-xu đó ban tràn đầy ân sủng. Và chỉ trong ân sủng của Đức Chúa Trời được Chúa Giê-xu thông ban đó, làm cho các tổn thương của tâm hồn của chúng ta được chữa lành. Và lúc đó cái hiệu quả của ơn tha thứ được công bố nơi các cha giải tội trở nên hiệu nghiệm và trở nên phương dược chữa lành. Chúa Giê-xu của Alphonso cũng là một quá trình được khám phá, tiệm tiến, vượt qua nhiều sự hoàn thiện trong hội thánh và phiêu lưu tìm kiếm của riêng mình, để cuối cùng gặp được Giê-xu hoàn toàn do Thiên Chúa ban trong lúc mệt mỏi, bệnh tật, không thể tự tìm kiếm được Giê-xu theo dự phóng của mình. Để rồi trong Giê-xu đó, Alphonso nhận ra rằng tất cả mọi người sẽ có được một lương tâm ngay thẳng, có một tâm hồn khoáng đại nhờ đón nhận ơn sủng của chính Giê-xu mình gặp gỡ nơi những người nghèo khổ. Amen.